Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Tiến đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Phượng Tiến cùng 81 đại biểu chính thức dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Tiến cùng các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền của địa phương trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, 100% khu dân cư trên địa bàn xã thực hiện đầy đủ 5 nội dung, 8 mục tiêu của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Số gia đình đạt văn hóa từ 87% trở lên, khu dân cư văn hóa đạt 85% trở lên. Có 270 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, 64 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm. Qua tuyên truyền vận động, đã có 105 hộ gia đình hiến đất, gần 6.000 m2 đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình, đóng góp ủng hộ trên 86 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo, trên 24 triệu đồng trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo, trên 16 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020, thực hiện xóa được 12 nhà rột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, v.v. Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới với 31 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 24. Hội nghị thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Tiến khóa 25 hiệp thương bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Đồng chí Hoàng Ngọc Tân được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phượng Tiến khóa 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban dân xã Phượng Tiến đã tổ chức khen thưởng cho một tập thể và một cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.